Thế mời các bạn xem là trăm kiến. Kiến này kiến ESO à? Kiến này là kiến ESO. Có lần tôi quay về kiến thì cứ nhiều bạn không biết là kiến gì. Còn đây thì là kiến, là nó mới, thằng cháu nó mới nhập ở rừng về. Chỗ ngoài kia này nó trồng nuôi này, cái loại này nó to hơn tí. Các bạn thấy chưa, nó cậy. Đây từ các cái gốc cây. Các bạn thấy người ta vạc một cái đoạn vỏ cây mà nó có cái kiến này. Đây như cái này, các bạn thấy cái vùng ESO nó toàn tím 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 này. Đấy, thân nó nhỏ tí. Các bạn thấy không? Đấy, còn đây là cái kiến, đây là cũng còn kiến nhỏ. Các bạn thấy không? Từng cái bé tí vào cái vỏ cây. Đấy, nhìn rất là bé. Đấy thì đây là các cái loại kiến người ta chặt từ cái vỏ cây này, các bạn nhìn thấy không? Cái này thì mới ở rừng về nên là cái vỏ cây người ta chặt mà vẫn còn mới. Các bạn thấy không? Nó nhỏ tí nhưng mà nó lại có mấy cái thân đây này. Đấy, cái này là mới chặt ở rừng. Đấy, cái miếng vỏ nó mới chặt. Các bạn thấy không? Đấy, những cái này mới chặt mà những cái đây thì chắc nó cũng được nhiều năm, mấy năm này. Các bạn thấy mỗi năm hình như nó lên một cái. Đấy, cái này nó có hai thân già. Đấy, thì đây là kiến. Thì các bạn nào mà quan tâm về lan rừng thì tôi cũng cứ tìm hiểu, tôi đưa video lên. Các bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi. Vì cái này là mấy đứa cháu nó sẽ trồng lên và nó theo năm tháng nó phát triển. Đấy, thì các bạn có thể là theo dõi, đăng ký kênh và có thể chia sẻ cho mọi người để biết là quá trình trồng phong lan, tức lan rừng, nó cũng rất là phức tạp, tức là tỉ mỉ và mất thời gian. Thì các bạn cứ hình dung những con kiến nhỏ này mà trồng để cho nó lên được. Đấy chưa, cái này các bạn thấy chưa, người ta mới chặt cây này, mới chặt một con này nó rất bé, thấy chưa, bằng cái đầu ngón tay nó chưa bằng. Đấy, con này là rất là bé. Đấy, các bạn thấy không, những con kiến rất là nhỏ. Đấy, thì bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký kênh và like và chia sẻ để ủng hộ tôi là tìm hiểu, sưu tầm, tìm hiểu phong lan. Đấy, những cái vỏ này người ta bóc, đây còn nhựa cây vẫn còn. Mà cái cây kiến này nó bé tí này thì nó như mà nó cũng được mấy năm đây. Các bạn thấy không? Cái... đấy, nó có 1, 2, 3 thân rồi đấy, nhỏ nhỏ đấy, mỗi năm nó nhích một tí, một tí. Ví dụ như cái đây là hết năm nay thì chắc nó chỉ được 1cm thôi. Đấy, các bạn hình dung nữa. Sang năm nó lên, nhưng còn con này thì lại to.
Con này đấy các bạn thấy chưa, nó hình như hai ba con ở đây đấy đấy, đây người ta bóc vỏ cây các loại cây các bạn chưa, đúng là người ta cũng đi rừng người ta cầu kỳ nhìn từng cái con kiến nhỏ này người ta. Đây còn cái đây nó cũng bé tí nữa, rất là mini. Thì đây là kiến ESO. Các bạn thấy ông làm rất là nhiều, cái này tỉ mỉ về cái cây. Các bạn hình dung là đấy, nó bé tí. Đây các bạn hình dung là tôi để điếu thuốc này, kiến bằng này thì trồng bao giờ nó được ra hoa cũng rất là lâu. Nên cái việc mà trồng chăm sóc lan là nó cũng rất là công phu và cũng rất là mất nhiều công sức và thời gian. Các bạn thấy đây là mấy đứa cháu là nó trồng kiến này, chủ yếu là kiến cùng ESO, thì cái thân lá hiện tại nó tím tím này đấy các bạn. Thì đây nó trộn vôi và vôi phân dê mấy cái gì đấy, vôi phân dê này và phân tan chậm. Đấy, phân này là cái dê vôi. Các bạn hình dung không, đây là tôi cầm lên ngón tay một con kiến, kiến này nó bé tí nè, trồng chắc phải mấy năm nó mới lên được. Đấy thì các bạn xem kiến, những cái này thì nó đã phát triển to rồi đấy, thì nó cũng ngắn vào đây, tức là mỗi đây các bạn hình dung là người ta chặt cái cây đấy, kiến nó dính như này các bạn thấy chưa. Đấy, đây là một con kiến. Con kiến này kiến đỏ, kiến nửa. Như cái đây cũng thế, đây là cái vỏ cây. Các bạn thấy không? Nó các bạn hình dung là cái này nó đã ra được mấy năm rồi. Đấy, từng cái thân già thân trước của nó là nó ra khoảng lâu rồi, nên là các bạn xem quy trình trồng kiến này thì mới thấy rất là công phu. Đấy, như cái này nó có một cái rễ. Tôi quay điện thoại thì về chỉnh nét nó không được như máy quay, và nó vì nó chỉnh nét tự động. Các bạn thấy nó có 2-3 cái thân già đây này. Đấy, để ngón tay thôi nó thế này. Con kiến này trông màu nó đỏ đỏ hồng. Các bạn thấy không? Đây là dòng kiến ESO. Đấy, nét. Còn cái mảnh gỗ thì người ta vạc ở cây. Đấy các bạn thấy chưa? Quay này. Còn đây thì là con kiến nó đã chỉnh lên được 2 tháng. Đúng là nó chăm cũng tốt. Lá nó rất cứng. Các bạn thấy không? Rẽ nó lên cũng rất được. Nên là chăm cái này cần phải quy trình và kỹ thuật rất là công phu. Đấy, để lên cái mảnh gỗ nào nó mọc. Bác à. Đấy, còn đây các bạn thấy cái này nó lại còn nhỏ nữa. Ừ, người ta mạc một cái mảnh là mảnh cành cây. Đấy, nó bám tí trên cái đây thôi. Đâu nhìn rất là khó. Con này nó nhỏ quá, quay nó còn không rõ được. Nó chưa bằng cái đầu móng tay. Con này thì chắc cũng còn lâu. Như những cái đây thì to rồi, một số cái to. Đây các bạn lại nhìn một con kiến nhỏ đây nữa. Các bạn thấy không?
Cái rễ, cái này nó lại phát triển rất tốt, cái rễ của nó lại rất to. Các bạn nhìn ngón tay tôi để đấy. Tôi chụp mấy cái kiểu cho nó chuẩn. Đấy các bạn nhìn, đây là một hệ thống kiến nó xếp hàng rất là nhiều. Thôi thì trồng này sau chắc là đấy, cái này là tưới xịt nước vào rồi thì nhìn nó rõ hơn. Các bạn nhìn thấy không? Vì gọi là kiến bởi vì nó nhỏ, hoa mà nhìn này, ngó mãi mới nhìn thấy thì nhiều cái rất đẹp. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Còn đây các chỗ là để chuẩn bị nè, chuẩn bị trong. Thì đây là mọi người là đang treo kiến, tức là treo kiến lên giàn. Video này tôi xin tạm dừng đây. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.